Xin chào quý vị, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị một công cụ là Padlet. Đây là một công cụ tạo bức tường ảo cho phép người dùng bày tỏ suy nghĩ về một chủ đề nào đó một cách dễ dàng. Ngoài ra, Padlet còn là một công cụ rất hữu ích trong giảng dạy, giúp giáo viên có thể giảng bài trên lớp và thu thập ý kiến của học sinh. Giao diện đẹp mắt và dễ sử dụng. Đầu tiên chúng ta mở trình duyệt web lên và nhập vào dòng chữ padlet.com. Nhấn Enter. Thì theo như quý vị đã thấy ở trên màn hình thì đây là trang chủ của trang padlet.com. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành tạo một tài khoản. Quý vị chọn vào nút đăng ký miễn phí. Tại đây thì có 3 cái tùy chọn đăng nhập. Là chúng ta có thể đăng nhập bằng một tài khoản Google, tài khoản Microsoft hoặc là bằng cái tài khoản Apple. Tuy nhiên ở đây tôi khuyến khích quý vị sử dụng đăng ký bằng các tài khoản Google. Chúng ta sẽ chọn đăng ký với Google. Sau đó chọn một cái tài khoản Gmail của quý vị. Tôi sẽ chọn một cái tài khoản. Sau đó nhập một password. Chúng ta chờ cho trang Padlet khởi động. Tại màn hình giao diện trang chủ của Padlet.com thì sẽ yêu cầu chúng ta tiếp tục đăng ký tài khoản với cái tài khoản Pro, không giới hạn cái Padlet được tạo ra và cái dung lượng upload lên là 250MB và với số tiền như 59.000 một tháng hoặc 564.000 Việt Nam đồng một năm. Ngoài ra chúng ta cũng có thể đăng ký bằng một tài khoản Basic là tài khoản cơ bản. Cái tài khoản này giới hạn của chúng ta là chỉ một ngày được tạo 3 cái Padlet. Và cái dung lượng tải lên là không quá 25MB và tài khoản miễn phí. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách chúng ta tạo các tài khoản miễn phí. Chúng ta chọn nút Continue ở mục Basic ở đây. Và nhấn Tiếp tục. Thì đây là cái màn hình giao diện trang chủ của Padlet.com sau khi chúng ta đăng ký và đăng nhập cái tài khoản. Tại màn hình trang chủ, quý vị có thể tạo một cái Padlet mới hoặc tham gia một cái Padlet đã có sẵn. Chọn vào mục thư viện để xem và sử dụng các mẫu Padlet có sẵn của những người dùng trên toàn thế giới. Người ta public công khai lên trên đây để cho cộng đồng cái người dùng Padlet có thể sử dụng. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách tạo một cái Padlet mới. Chúng ta chọn về trang chủ của Padlet.com và tạo một Padlet. Sau khi chúng ta nhấn tạo Padlet thì sẽ có 7 gợi ý lựa chọn cho chúng ta, 7 cái mẫu. Chúng ta có thể tạo ra Padlet như là mẫu tường, mẫu dòng ngang, mẫu lưới, mẫu giá, hoặc mẫu bản đồ, mẫu khung nền canvas và mẫu dòng thời gian. Còn thông thường trong mục đích dạy học thì chúng ta thường sử dụng 4 cái mẫu tường, mẫu dòng ngang, mẫu lưới và mẫu giá. Thì khi chúng ta chọn bất kỳ một cái mẫu nào ở trong đây thì chúng ta cũng có thể thay đổi cái định dạng của nó sang các mẫu khác tùy theo cái yêu cầu và sở thích của chúng ta. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn chọn cái mẫu tường và tôi sẽ nhấn vào mục chọn. Quý vị để ý ở bên tay phải là chúng ta có cái thiết lập các cài đặt, tiêu đề và các thông tin của cái mẫu Padlet mà chúng ta đang sử dụng. Ở đây tôi sẽ chọn, ví dụ như tôi sẽ chọn là Padlet về học tiếng Anh. Ở đây chúng ta có thể thay đổi cái mô tả của cái trang Padlet của chúng ta, ví dụ như là nhóm tiếng Anh trao đổi bài. Cái biểu tượng thì chúng ta có thể chọn một cái biểu tượng bất kỳ, ví dụ như tôi sẽ chọn vào một cái biểu tượng hình mặt cười ở đây. Và tại mục hình nền thì chúng ta có thể thay đổi cái mục hình này tùy theo cái sở thích của chúng ta. Ở đây tôi sẽ chọn một bức ảnh chẳng hạn. Và tôi sẽ chọn một bức hình cảm thấy vừa mắt nhất. Ví dụ như tôi chọn cái màu hình cái bánh ở đây. Quý vị cũng có thể chọn một các màu đơn sắc này, hoặc các màu mà có sự pha trộn, hoặc các họa tiết để làm cái màu nền tùy theo cái sở thích. Hoặc cũng có thể chọn vào đây để chọn lên cái hình nền tải lên từ máy tính của chúng ta. Tiếp tục thì cái phần phông chữ này quý vị có thể để mặc định hoặc chọn cái phông chữ tùy theo cái nhu cầu và sở thích. Quyền tác giả thì chúng ta bật lên để biết được là ai là cái người sẽ đăng cái bài trên này.
là học sinh hay là giáo viên và tên tuổi của người ta. Vị trí bài đăng thì mình để mặc định. Bình luận thì cho phép người dùng bình luận về cái bài đăng. Đánh giá cái bài đăng, các phản ứng thì chúng ta có thể cho phép người dùng có quyền thích này, hoặc là bình chọn, chấm sao, hoặc là cho điểm cái bài đăng này. Thì ở đây tôi sẽ chọn mục thích là cho phép người dùng bấm like thích cái bài đăng. Cái yêu cầu phê duyệt đây thì quý vị sẽ bật lên nếu như là quý vị cần kiểm duyệt cái nội dung trước khi mà cho phép cái nội dung của người dùng tương tác lên được hiện lên trên cái phát lịch này. Hoặc chúng ta không có yêu cầu thì chúng ta bật nó tắt đi. Và lọc ngôn ngữ tục tĩu thì bật lên để lọc các từ ngữ không hay. Nếu như mà người dùng có tương tác lên thì chúng ta sẽ bật cái này lên để cho không có phê duyệt những cái từ ngữ này được hiện lên trên phát lịch của chúng ta. Sau đó chúng ta chọn mục tiếp theo và chọn một nút bắt đầu đăng bài. Thì tại đây, để bắt đầu đăng bài thì người dùng hoặc là giáo viên có thể chọn vào cái mục hình dấu cộng ở đây. Sau đó chúng ta nhập cái chủ đề, ví dụ như là tên tuổi hoặc là chủ đề cần đọc bài. Ví dụ ở đây tôi sẽ ghi tên là Tuấn Anh đọc bài. Ở đây là vừa có tên của bạn Tuấn Anh nộp bài, chúng ta sẽ biết được bạn nào nộp nè. Ở đây thì có thể ghi cái nội dung nộp bài là con nộp bài tiếng Anh chẳng hạn. Và chúng ta chọn vào cái mục tải lên này để chụp một cái hình ảnh, để tải một cái hình ảnh đã có sẵn ở trên máy tính của chúng ta, hoặc là chúng ta sử dụng cái camera của máy tính hoặc điện thoại để chụp ảnh, để mà chụp cái sản phẩm hoặc là chụp cái tương tác hình ảnh chúng ta đính kèm cái bài bình luận. Ở đây thì tôi sẽ cụ thể bằng việc tải lên một tấm ảnh ở đây. Và tôi sẽ tìm một lựa chọn. Ví dụ như tôi sẽ đưa lên một cái hình như thế này. Sau khi chúng ta đã thấy ưng ý với lại cái sản phẩm chúng ta nộp lên thì chúng ta có thể chọn nút xuất bản. Thì sau khi xuất bản xong thì cái bài của chúng ta sẽ hiện lên trang Padlet và mọi người có thể vào đây để xem cái bài này, có thể thích hoặc là thêm một bình luận, hoặc là những người dùng khác cũng có thể chọn vào đây để đăng tải cái bình luận, cái tương tác của họ lên trên cái bài này đối với cái chủ đề về tiếng Anh ở đây. Sau khi chúng ta đăng bài xong mà chúng ta thấy chưa vừa ý, chúng ta có thể chọn nút 3 chấm ở đây để sửa thì chúng ta có thể thay đổi màu nền của cái bài Padlet để chúng ta đăng lên, hoặc chúng ta có thể chỉnh sửa bài đăng. Chúng ta có thể vào đây sửa lại cái nội dung này, hoặc chúng ta có thể gỡ bỏ cái hình ảnh cũ đi và thay một hình ảnh mới và chọn nút cập nhật. Ngoài ra chúng ta cũng có thể xóa cái bài đăng này đi nếu chúng ta cảm thấy chưa ưng ý mà muốn đăng một cái bài khác. Có một lưu ý là sau khi chúng ta tạo cái trang Padlet xong mà chúng ta cảm thấy chưa ưng ý thì chúng ta có thể chọn vào cái nút chỉnh sửa ở đây để chỉnh sửa cái nội dung của cái Padlet mà chúng ta vừa mới cập nhật vào, bất kỳ cái nội dung nào. Hoặc là chúng ta có thể chọn nút 3 chấm ở đây để định dạng lại cái mẫu Padlet của chúng ta. Như vừa rồi ở đây tôi đã hướng dẫn sử dụng bằng cái mẫu tường, bây giờ tôi có thể chọn nút thay đổi định dạng để chọn sang cái mẫu khác như là mẫu lưới chẳng hạn. Thì chúng ta khi chúng ta có nhiều bài thì quý vị sẽ thấy cái sự khác biệt. Ví dụ cụ thể bằng một cái hình ảnh tiếp tục. Tôi chọn xuất bản. Thì đây là cái mẫu lưới. Chúng ta chọn một định dạng như là mẫu giá thì nó có sẽ có sự sắp xếp khác. Nó sẽ sắp xếp theo hàng dọc. Và thêm các hạng mục khác thì ví dụ tôi ghi là section 2 đây. Và lưu. Và tiếp tục chọn một cái bài đăng khác, ví dụ như là test 2. Tôi sẽ chọn một hình ảnh khác. Và chọn xuất bản. Thì đây là cái mẫu mà cho chúng ta liệt kê các bài đăng theo cái mục hàng dọc. Hoặc chúng ta cũng có thể chọn vào cái mục định dạng như là dạng dòng ngang. Dòng ngang đây chỉ có một dòng duy nhất và chúng ta sẽ liệt kê theo cái dạng dọc, cột dọc ở đây. Thì sau khi chúng ta hoàn tất xong cái việc tạo trang Padlet này thì sẽ lấy cái link nhúng để đưa vào trong bài học. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho quý vị cách tạo một cái
tường ảo ở trang Padlet.com để đưa ra các chủ đề bài học để cho học sinh thảo luận, nộp bài và tương tác. Và qua đây chúng ta có thể quản lý được là có bao nhiêu học sinh đã tham gia nộp bài trên đây và nội dung nộp của họ như thế nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.